chào tất cả bạn, tôi Lương Trainer đây, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ quá trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Isato. Thì chắc hôm nay là một cái video là khá đặc biệt với mọi người, tại vì bây giờ đang là thời điểm gần 7 giờ tối rồi, thì anh em chúng tôi vẫn đang trên đường đi đến nhà gia chủ khảo sát ở khu vực thành phố Bắc Cạn để chia sẻ với bạn một chút về cái lý do là tại sao mà anh em chúng tôi đi muộn như thế này. Bởi vì hôm nay thì chúng tôi xuất phát từ Hà Nội đi về khu vực Lạng Sơn, ở chỗ Văn Lãng đúng không? Văn Lãng, Lạng Sơn thì cũng rất là muộn, và từ Lạng Sơn này chúng tôi phi thẳng sang Bắc Cạn là 150 cây, nhưng mà toàn đường núi rất là quanh co các bạn ạ. Đó, và chúng tôi cũng đã gọi điện cho gia chủ, thì gia chủ cũng bảo là thông cảm cho anh em chúng tôi thì để vẫn là đến để lấy thông tin trực tiếp khảo sát. Thì qua những video này thì tôi muốn chia sẻ thông điệp với mọi người là anh em cổ phần kiến trúc Isato, thì dù đường xa xôi như nào và thời gian nó có muộn đến đâu đi nữa thì anh em chúng tôi vẫn tâm huyết phục vụ khách hàng. Chắc là gia chủ gọi đã, xem đến đâu rồi để làm sao mà đến phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Alo, quá không em ơi. Và bây giờ mọi người xem cái quang cảnh cái cung đường mà chúng tôi đi như nào nhé. Đoàn chúng tôi hôm nay thì gồm 4 người, tôi này, giám đốc công ty này, anh An chào mọi người, cả anh An chào mọi người, anh thì anh Hóa đây, anh cái hướng đất nhà anh ấy, đấy với các cái đang nhìn cái cung đường này, cái dao nó hợp với tuổi anh nhất anh ạ. Đấy, cùa rất là nhiều mà đường rất tối các bạn ạ. Không biết map chỉ chúng tôi đi cái đường này thì có nhanh hơn không, mà tôi đi đường này thì chả thấy có cái bóng ô tô nào, đúng không anh Trung? Đúng rồi, em thiết kế là sẽ có thời phong thủy. Có một cái đang dính sen đằng sau, đang bị đuổi. Ô tô tải thôi. Kiến trúc rồi anh ạ. Ô tô con thì chắc đi đường này ít người. Đây, về kiến trúc xong ấy, đặt đồ đạc đầy đủ xong ấy thì thầy phong thủy sẽ xem cho anh. Nó có hợp với nhà mà. Ok, tí đã gặp lại mọi người ở cái khuôn đất nhá. Vâng, như các bạn nhìn thấy đây thì chúng tôi đang đi đoạn trên đèo với cái sương mù rất là dày đặc, các bạn nhìn thấy trên hình đấy ạ. Tầm nhìn nó chỉ khoảng được vài trăm mét thôi. Vài chục mét là rất là mờ, sương rất là dày các bạn ạ. Thì đi đường như thế này thì có kinh nghiệm gì không anh Trung? Đường đèo thì nó từ từ mà bò đấy, nhưng các bạn đang nhìn thấy cái vạch trắng ở giữa đường này chúng tôi ạ. Bám theo những cái vạch như này. Sương mù thì chỉ có sương dày. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chắc khoảng mười mấy độ nhỉ. Rồi, nhìn này, không nhìn thấy gì luôn. Đấy thì qua những cái clip này muốn chia sẻ với các bạn là những cái hành trình mà để tạo ra một cái bộ hồ sơ cho các bạn thì không hề đơn giản chút nào. Sau khi mà phục vụ xong khách hàng thiết kế khu vực Bắc Cạn này thì chúng tôi lại tiếp tục đi về Hà Giang. Thì nghe nói là Hà Giang là có những cung đường còn nguy hiểm hơn ở khu vực Bắc Cạn rất nhiều, đúng không anh Trung? Những con rắn này các bạn nhìn bản đồ này, con ngào con nghèo. Đấy, anh em chúng tôi khoảng còn hơn 20 cây nữa là đến nơi rồi. Nhiều khi mà có những cái trường hợp là oái em các bạn ạ. Như đợt trước thì chúng tôi bị Google Map chỉ vào giữa cánh đồng. Đi kiểu gì là đi đúng vào cánh đồng các bạn ạ. Trời đang mưa xuân như kiểu Tết. Rất may là công ty chúng tôi con ngựa chiến này rất là khỏe. Chứ còn nếu mà vào cái trường hợp mà xe lâu đời rồi thì là chết máy như thường, đúng không anh Trung? Ủa, nhìn này các bạn, nhìn thấy nước nó đọng ở thành xe này đấy. Đấy, anh Trung vừa gạt đấy. Đấy, nhìn thấy nước chưa? Trời, khả năng là đang mưa xuân, vừa mưa vừa sương mù. Tầm nhìn rất là nguy hiểm trên khu vực đèo cao như này. Ui, quay ác đấy.